kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn dòng sản phẩm cáp Lightning Basius dành cho các dòng điện thoại iPhone 5 trở lên. Cáp Lightning Basius có thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, thân cáp bọc nhựa dẻo nên có thể cuộn tròn lại, thuận tiện mang theo trong cặp, túi sách để sử dụng hàng ngày. Cổng kết nối USB 2.0 giúp thiết bị của bạn chuyển dữ liệu như nhạc, hình, clip hay cài đặt phần mềm qua lại với máy tính trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Bạn có thể sạc pin thông qua cổng USB của máy tính hoặc dùng cáp chuyển đổi để kết nối với thiết bị của đế sạc. Sản phẩm tương thích với các thiết bị của Apple có cổng Lightning như iPhone 5, 5S, 6, 6 Plus hay 6S, 6S Plus. Sản phẩm này rất đa dạng về màu sắc, phù hợp với sở thích của từng bạn. Dây sạc này phù hợp với những bạn dùng dây sạc hay voi tròn hay vừa sạc vừa sử dụng vì dây được làm bằng chất liệu nhựa dẻo cao cấp, hạn chế tình trạng bị đứt dây rất nhiều. Nếu quan tâm đến sản phẩm này, các bạn có thể qua trực tiếp US.com để tham khảo sản phẩm. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like và subscribe. Xin chào!